Một gia đình đang tổ chức tiệc nhóm họ trước ngày cưới thì nhóm thanh niên đến đòi nợ cá độ bóng đá từ 5 năm trước và nổ súng. Người nổ súng là Nguyễn Phi Phương, 30 tuổi, ngụ quyền Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hiện Phương đã đến cơ quan công an huyện Hàm Tân đầu thú và giao nộp khẩu súng ngắn. Ngoài Phương đến đầu thú giao nộp súng, Nguyễn Phi Lâm, em ruột Phương, Hồ Tuấn Phát và Lê Chí Phương đều đã đến cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra. Bước đầu xác định anh Nguyễn Bá Tỉnh, 32 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, có nợ Nguyễn Nhật Triều khoảng 280 triệu đồng, nhưng tỉnh bỏ trốn khỏi địa phương nhiều năm không trả. Ngày 12 tháng 11, biết tin tỉnh về nhà để tổ chức đám cưới, Triều đã báo cho đàn em đến nhà tỉnh đòi nợ giúp. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Lâm cùng Phương Phát và một thanh niên tên Cô Nhi đến nhà tỉnh để đòi nợ cho Triều. Tại đây, nhóm thanh niên đòi nợ sẽ ra sâu xát với gia đình của tỉnh, khiến bốn thanh niên này bị thương. Trong đó, Lâm bị đánh bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu. Biết tên em ruột bị đánh, Nguyễn Phi Phương mang theo một khẩu súng đến tiệc nhóm họ của anh tỉnh, bắn liên tiếp vào đây. Tất cả số đạn bắn ra đều không gây thương tích cho ai. Hết đạn, Phương tiếp tục nạp đạn vào súng thì được mọi người căng ngăn. Trên đường về, Phương vứt bỏ số đạn còn lại, súng đem giấu rồi đến bệnh viện thăm em ruột đang cấp cứu. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân đã thu giữ được 5 vỏ đạn, hai viên đạn chưa sử dụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân đang khẩn trương truy xét những người liên quan.